bản cách làm sữa chua. Trước tiên thì nguyên liệu thì chúng ta cần có 2 hộp sữa chua, mình phải để ở nhiệt độ phòng, 2 hộp sữa không đường, 1 hũ sữa đặc và 1 cái nồi thủy tinh lớn. Mình sẽ đổ lon sữa đặc vào nồi thủy tinh. Sau đó chúng ta sẽ đổ 1 lon nước sôi vào nồi thủy tinh và quậy đều để tan hết sữa đặc. Ta sẽ đổ 2 hộp sữa tươi không đường vào. Không cắt được. No. Ta sẽ đổ vào nồi thủy tinh 150ml nước rọc. Sau đó khuấy đều cái vào để thành phẩm lên men và có được sữa chua thật mịn. Sau đó ta sẽ khuấy đều sữa chua vào hũ và ủ 8 đến 10 tiếng. Sau 8 đến 10 tiếng ta sẽ có sản phẩm sữa chua.